Hello, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Way Cartoon cùng với series Adventure Time. Có bao giờ các cậu xem những bộ phim của Ghibli và cảm thấy thật thèm thuồng ở mỗi phân đoạn về đồ ăn hay không? Tớ cũng vậy, dù không được ăn cùng với các nhân vật trong phim, thế nhưng các cậu phải công nhận với tớ rằng những cảnh đồ ăn trong hoạt hình cũng hấp dẫn không kém người đời thực, phải không nào? Và Adventure Time là một bộ phim cũng đã không chỉ làm rất tốt công việc truyền tải hình ảnh mà còn cả vị giác thông qua màn ảnh nhỏ. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa đi dạo quanh triển lãm đồ ăn Adventure Time để cùng thỏa mãn cơn đói con mắt này nhé. Let's go! Dưa muối của Prismo là một món ăn đã được chính tay Prismo tặng cho Jack khi Jack phải tạm biệt Prismo trong tập Jack the Dog. Sau sự kiện Farm World, Jack và Prismo cũng đã trở nên thân thiết với nhau hơn lúc nào không hay. Vậy nên, Prismo luôn tặng Jack một lọ dưa muối kèm một bức thư mỗi khi mà họ gặp nhau như một món quà để tri ân cho tình bạn keo sơn này. Theo như lời của Prismo thì đây là dưa muối do chính tay anh làm ra. Không rõ là hương vị nó có gì đặc biệt hay không, nhưng ta chỉ biết rằng Jack chính là một fan bự của dưa muối do Prismo làm. Không chỉ si mê món dưa muối vì đây là thành phẩm của Prismo mà Jack còn cực kỳ thích nó do hương vị. Thậm chí là cậu đã ưu ái sử dụng dưa muối của Prismo để tạo nên chiếc bánh kẹp hoàn hảo của Jack trong tập Time Sandwich. Dưa muối của Prismo hẳn là phải có thứ gì đó thì mới được ưu ái chọn làm nguyên liệu cho một trong những món ăn ngon nhất Adventure Time, phải không nào? Không chỉ vì ngon mà thậm chí đây còn là món ăn biểu thị cho tình bạn, tình anh em cực kỳ gắn kết. Lọ dưa muối và bức thư luôn được gửi ở cuối tập phim sau mỗi lần gặp nhau đầy thử thách của hai người bạn. Nó giống như một lời kết thúc ngọt ngào sau mỗi buổi gặp vậy, và cũng là một cách kết thúc đầy nhẹ nhõm và đáng yêu với người xem sau những sóng gió mà cả hai phải trải qua trong tập phim đó. Ngoài ra, món dưa muối này còn có những hiệu ứng nhất định với người ăn trong một số trường hợp, như nếu ăn dưa muối của Prismo trước khi đi ngủ thì sẽ có những giấc mơ kỳ lạ, hay nếu ăn nó khi Prismo đã chết thì sẽ gây ra những nghịch lý về thời gian. Nói về đồ ăn nhiều rồi nên bây giờ chúng ta sẽ chuyển hướng qua đồ uống một chút nhé. Super Pop là một thương hiệu nước ngọt đã từng được giới thiệu trong tập Dead in Bloom và trong tập Dark Purple. Không rõ nó xuất hiện cụ thể từ khi nào, nhưng đây cũng là một hãng nước ngọt đã rất có tên tuổi trên thị trường và lịch sử của nó cũng rơi vào cả nghìn năm. Bởi vì từ khi Marceline còn bé thì cô đã được chứng kiến quảng cáo Super Pop trên TV. Không chỉ vậy mà ngay cả đến thời kỳ Adventure Time, hãng nước ngọt này vẫn còn được hoạt động rất bình thường và thậm chí còn được Finn và Jake rất yêu thích. Super Pop có một chiến lược marketing cực đỉnh cho tới khi họ bị sụp đổ. Hãng có một cô người mẫu tên Cherin đứng ra làm đại sứ, đồng thời cũng là người đứng đầu của thương hiệu nước ngọt. Màu sắc bắt mắt của đồ uống, thêm vào đó là sự quảng cáo thường xuyên trên TV cùng với bài hát riêng khiến cho Super Pop ghi điểm trong lòng khán giả và được thế hệ của Finn, Jack ghi nhớ và thần tượng. Họ có một chiến lược khác cũng khá hay, đó là đặt hàng loạt máy bán nước ngọt tự động ở khắp mọi nơi trên xứ U, và các máy này đều được làm đầy sản phẩm bằng những robot giao hàng tự động. Theo như những gì đã xuất hiện, thì Super Pop là một dạng nước ngọt soda có vị nho và màu sắc tím đậm. Không rõ ngon tới đâu nhưng mà chắc rằng nó đã đốn tim rất nhiều người dân trên khắp xứ U này, đặc biệt là người dân ở Utopia. Tuy nhiên, đằng sau một thương hiệu được nhiều người yêu thích lại là một quy trình sản xuất cực kỳ mất vệ sinh mà không ai biết được cho đến khi nó được Susan phát hiện. Thứ nước có màu tím, có vị ngọt, được khuấy thủ công trong các thùng phi lớn, không rõ nguồn gốc hay cách làm. Đáng nói là nó như thôi miên toàn bộ người dân xứ U, nhưng chỉ có mỗi Susan phát hiện ra và diệt trừ cơ sở sản xuất nước ngọt dối trá này. Tiếp đến là bánh kẹp hoàn hảo. Đây là một món ăn khá thú vị, nghe thì có vẻ dễ làm nhưng lại cực kỳ khó. Đây là một món ăn được sáng tạo bởi công chúa Bubblegum trong tập Firestarter Rebels. Không rõ vì sao mà công chúa muốn làm ra món ăn này, thế nhưng ta có thể hiểu rằng, thông qua những gì được truyền tải trong tập phim, thì đây là một thí nghiệm ngẫu hứng của công chúa và cô đã dày công nghiên cứu công thức cho một món bánh kẹp hoàn hảo nhất đến quên ăn, quên ngủ, rối cả tóc. Mặc dù chỉ có 4 thành phần chính, nhưng nó lại cực kỳ khó làm, do đây không phải những nguyên liệu bình thường mà nó được tạo ra từ những thí nghiệm cực dị của công chúa. Cũng có thể hiểu rằng toàn bộ nguyên liệu là cây nhà lá vườn, nhưng cách chúng được tạo ra hơi khác thường mà thôi. 4 thành phần chính cho món ăn gồm bánh mì, phô mai, cà chua và rau xà lách. Như tôi đã nói, toàn bộ nguyên liệu trong này đều được công chúa Bubblegum đích thân tạo ra, kể cả là vỏ bánh. Đầu tiên là nguyên liệu phô mai, cô đã sử dụng nguyên một con bò sữa để làm ra phô mai. Cô cho con bò nằm trong một chiếc máy ly tâm và quay nó một cách thật mạnh. Sau khi quay con bò xong, thì cái máy của cô cũng đã kịp cho ra thành phẩm phô mai từ con bò. Tiếp đó, cô thái mỏng phô mai một cách vô cùng hoàn hảo bằng một loại máy móc khoa học đặc biệt.
Còn về xà lách thì cô sử dụng những loại hóa chất đặc biệt để cho nó có được kích cỡ như ý muốn, sau đó thì tung lên như một quả bóng và tách lá xà lách bằng một chiếc chảy. Quả cà chua được Bubblegum sử dụng thì được làm từ một con sứa và một quả bóng bay màu đỏ. Cô đã kết hợp hai thứ này với nhau bằng một cái máy đặc biệt, rồi sau đó đã đi cắt lát cà chua thành những miếng cắt hoàn hảo nhờ Peppermint. Cuối cùng là vỏ bánh, cũng do chính công chúa tự tay nhào bột và dùng một loại phép thuật nào đó để có được một cái vỏ bánh hoàn hảo và dùng máy laser bằng đá quý để có được những lát cắt như ý muốn. Xong xuôi, cô cho hết nguyên liệu theo thứ tự vào một chiếc máy chống trọng lực để nguyên liệu có thể tự xếp vào nhau, tạo thành một chiếc bánh kẹp hoàn hảo từ những nguyên liệu đặc biệt cho đến cách chế biến mà cô đã dày công nghiên cứu. Cũng không rõ được hương vị như thế nào, nhưng chính Bubblegum đã khẳng định rằng đây là chiếc bánh kẹp hoàn hảo nhất từng tồn tại. Một bánh kẹp hoàn hảo cũng cho thấy một điều thú vị nữa là cô gái đam mê khoa học này cũng đã ứng dụng luôn cả những kiến thức công nghệ khoa học của mình để nấu ăn. Và tiếp theo là món ăn xứng đáng đứng đầu trong bảng danh sách ngày hôm nay, một món ăn đã được xuất hiện trong tập The Other Task. Thoạt đầu nhìn, tớ cũng đã bị đốn tim bởi món bánh tart hoàng gia này do nó trông rất ngon miệng. Có lẽ là do cách vẽ chiếc bánh vô cùng đáng yêu cùng với màu sắc tươi sáng khiến trong đầu tớ cũng đã có thể tưởng tượng được hương vị của nó rồi. Bánh tart hoàng gia, một cái tên đã nói lên tất cả rồi. Trích nguồn từ một trang web về ẩm thực thì bánh tart là một món bánh nướng làm từ bột nhào giàu béo cùng với vỏ bánh mỏng short crust pastry cùng với phần nhân bên trong, phần đầu mở tức là không có lớp phủ phía trên. Bánh tart đa dạng về kích thước, bánh lớn hoặc là mini, hình dạng tròn, vuông, chữ nhật hay là bông hoa, về nhân có thể là mặn hoặc ngọt, phục vụ nhiều nhất có thể nhu cầu thưởng thức của thực khách. Bánh tart xưa được dùng để phục vụ tầng lớp quý tộc phương Tây và là thành phần không thể thiếu trong các buổi tiệc trà sang trọng ngày nay. Là một món ăn có xuất xứ từ tầng lớp quý tộc nên bánh tart hoàng gia trong Adventure Time cũng rất giới hạn đối tượng được phép thưởng thức và nó cũng chỉ được thưởng thức ở một sự kiện hoàng gia trọng đại, rồi cách phục vụ bánh tart hoàng gia cũng phải rất đặc biệt. Theo như những thông tin trong tập The Other Tart, tương truyền rằng vào lễ xoa lưng hàng năm, bánh tart hoàng gia sẽ được phục vụ tại nơi diễn ra lễ hội là hội trường quốc hội hoàng gia và luôn được chính người vận chuyển bánh hoàng gia là Royal Tart Tarter đích thân vận chuyển. Cầu kỳ hơn là việc vận chuyển chiếc bánh này bắt buộc phải đi qua con đường vận chuyển riêng của nó là Royal Tart Pad và phải được vận chuyển trong chiếc thùng chống trọng lực chuyên biệt để có thể giữ nguyên được độ hoàn hảo cho bánh cũng như hạn chế chiếc bánh tiếp xúc với không khí. Tuy nhiên, việc vận chuyển lại không hề dễ dàng như vậy, bởi cứ vào ngày bánh được vận chuyển thì trên con đường đặc biệt luôn có những kẻ trộm rình mò để cướp bánh. Bánh tart hoàng gia là một món ăn rất đặc biệt từ khâu chế biến đến phục vụ tận miệng khách, nên nó được mệnh danh là món ăn ngon nhất xứ U và chỉ được phục vụ cho tầng lớp hoàng gia. Vì người thưởng thức bánh bị giới hạn, nên cũng đã có rất nhiều kẻ thường dân luôn trực chờ trên con đường giao bánh để được thỏa mãn một lần nếm món ăn ngon nhất xứ U này. Không chỉ vậy mà công đoạn sản xuất bánh cũng vô cùng đặc biệt. Bánh được sản xuất tại một nơi vô cùng bí mật trong vương quốc kẹo là Tartarium, nơi mà chỉ có được sự cho phép của công chúa kẹo thì mới được vào. Những chiếc bánh ở đây còn được sản xuất cực kỳ tỉ mỉ, chỉ cần một lỗi sai nhỏ trên bánh, bánh sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức chứ không tuồn ra ngoài. Thế nên, bánh tart hoàng gia là hương vị của sự hoàn hảo mà chỉ những người có quyền thế mới được thưởng thức. Không rõ hương vị bánh thế nào, nhưng thoạt nhìn ta có thể thấy nó sẽ mang hương mứt dâu do màu sắc trên mặt bánh và nhân bánh đã nói lên điều đó. Màu đỏ tươi của bề mặt bánh cho thấy những quả dâu này đã phải được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng mới có được màu đỏ như vậy. Nhân kem cũng được bơm cực khéo, hơi có hình dáng trái tim và nhìn cốt bánh thì cũng có thể đoán nó chất lượng thế nào. Về phần công thức, rất tiếc là tớ cũng không thể tiết lộ được do quy trình sản xuất bánh được bảo mật cực kỳ cao. Thế nên, ai đã thử làm một chiếc bánh gần giống như vậy thì chia sẻ công thức cho chúng tớ cùng biết nhé. Và đó là những món ăn mà tớ muốn trưng bày cho các cậu xem trong triển lãm đồ ăn Adventure Time lần này. Các cậu có thích món ăn nào? Hãy comment cho chúng tớ cùng biết. Và nếu các cậu muốn tham quan thêm về triển lãm đồ ăn Adventure Time phần 1 thì các cậu có thể ấn vào link trong video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Way to Where, out.